thật các bạn mua nhỏ hắt về nhưng mà nó cũng không hết, nó đỡ đỡ nhưng mà nó không hết. Các bạn hay hỏi là bây giờ bé cún hay chảy nước mắt này, rồi nó chảy ở đây nó thành cái vệt ố rất là xấu. Con nhà mình nó cũng vậy, nó tạo thành vệt đây, nó ố vàng, ố thâm, ố đen đi, nó rất là xấu luôn và nó còn hôi nữa, đúng không nào? Bây giờ các bạn nghe phải nhỏ mắt, các bạn mua nhỏ mắt về nhưng mà nó cũng không hết, nó đỡ đỡ nhưng mà nó không hết. Rồi các bạn mua siro về uống nó cũng không hết, rồi bạn mua những cái đồ mà lau ghềnh mắt về nó cũng không hết, tức là cảm giác là nó có thể hết nhưng mà nó lại không hết. Đó là vì sao? Tại vì chúng ta phải xài kết hợp cả ba thứ. Mình sẽ lý giải cho các bạn vì sao cái siro mắt này này thì nó hỗ trợ điều tiết cái việc mà tiết nước mắt của cái tuyến lệ trong mắt của bé cún. Nhưng mà con mắt nó phải khỏe chứ, còn con mắt mà nó đang bị lông quặp vô này, bụi bẩn hay vi khuẩn từ cái vết tích tụ vết ố này nó kích ứng ngược lên thì nó vẫn cứ ra nước mắt, thì cái này nó đỡ không nổi. Vì vậy cái này các bạn cần xài nhưng kết hợp. Đây là siro điều tiết nước mắt này. Rồi còn những bạn mà có ghèn mắt hoặc là nó chảy nước mắt mà cảm giác mí mắt nó hồng hồng, nó ửng lên thì các bạn nên nhỏ mắt cho bé cún để nó hết sưng hết viêm, con mắt nó khỏe lại thì tự động cái phần nước mắt nó cũng dễ giảm xuống. Nhưng nó hoàn toàn có thể bị kích ứng ngược lại. Nhỏ mắt xong nó khỏe lại, xong rồi lông nó lại quặp vào mắt, nó lại bị nữa, không lẽ nhỏ mắt cả đời? Nhớ tỉa lông mắt thường xuyên. Rồi khi mà nhỏ mắt rồi, tỉa lông mắt rồi, còn cái gì kích ứng nữa? Còn cái vệt ở đây, cái vệt đây nó đọng nước thì vi khuẩn hoàn toàn nó có thể sinh sôi nảy nở ngay đây, nó kích ứng ngược lên trên con mắt, lúc nào nó cũng như vậy. Thì các bạn đã cho siro rồi, các bạn nhỏ mắt rồi thì bây giờ bạn phải ngăn cái dòng nước tích tụ ở đây nữa, thì tự động là nó chưa có dừng lại liền, nó phải qua vài tuần, 1 tháng, 2 tháng nó mới dần hết. Thì cái chỗ này bạn phải hỗ trợ bé cún, bạn phải lấy, ví dụ các bạn lấy khăn giấy hoặc là lấy bông tẩy trang gì đó, các bạn lấy giấy khô bình thường như vậy này đó, các bạn chấm mắt cho bé cún đi thì nó mới nhanh hết được. Chỗ này mình phải chấm liên tục, cứ trong này mà thấy là mình chấm đi cho nó không còn bị ướt, nó không có vi khuẩn, nó tích tụ kích ứng ngược lên trên con mắt thì sau này mới không có cần phải nhỏ mắt nhiều nữa. Các bạn phải xài kết hợp cho nó đủ, rồi các bạn lau kết hợp với cả cái lau ghềnh mắt để nó giảm bớt cái vết thâm thì càng tốt. Đó, các bạn phải xài kết hợp, các bạn xài qua 1 tuần, 2 tuần, tuần thứ 3 bạn thấy bắt đầu giảm là bạn tiếp tục bạn duy trì, vì mức độ của các bé cún nó khác nhau, có đứa chảy nhiều, đứa chảy ít, có đứa mắt lồi, có đứa không mắt lồi, nó khác nhau. Vì vậy không thể lấy cái mốc con nhà người ta thấy nó xài 3 tuần nó hết, con nhà mình xài 1 tháng chưa hết, là con của mình có thể nó khác, mắt nó lồi hơn, rồi có thể là lông nó dày hơn, hay là nhà mình ở Sài Gòn nuôi nó nóng nhưng mà ở trên Đà Lạt nuôi nó mát nó lại khác. Người ta phải chấm trên đường. Hay biết. Đúng. 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 Đ